Hello nha, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một mẫu cục đẩy VA601 của hãng Audio Center, hãng rất nổi tiếng trên toàn thế giới các bác nhé. Hiện tại cục đẩy này em đang để cho các bác với mức giá là 5.700.000 đồng. Và trong clip ngày hôm nay em bán cho các bác với mức giá là 5.300.000 các bác nhé. Các bác có thể lên YouTube hoặc là lên Google, các bác search mã Audio Center VA601 các bác nhé. Em cam kết cho các bác là mức giá em để cho các bác là rẻ nhất, 5.300.000 đồng, bao ship cho các bác mức giá rẻ nhất. Có màn hình hiển thị nhiệt độ của kênh A và kênh B. Đấy. Và em đang đánh qua một chiếc BOB 450C hàng vãi xịn, rất là hay các bác ạ, rất là tuyệt vời. Các bác mua cả bộ này thì nó hơn chục triệu thôi, 11.500.000 các bác nhé. Riêng cục đẩy này 5.300.000, đôi loa 4.500.000 đồng. Và chiếc vang QT Acoustic toàn hàng chính hãng, hàng chất lượng cao, giá này ngon bổ rẻ đấy các bác ạ. Ở thời điểm này trong năm thì các bác mua hàng rất là rẻ, đặc biệt là lại mùa Covid nữa thì rất là rẻ. Các bác đeo tai nghe vào thưởng thức chất âm của chiếc cục đẩy này, đánh ra những đôi loa xịn, âm thanh cực kỳ sâu lắng, trung thực. Rất là hay các bác ạ. Một chiếc cục đẩy Tây Ban Nha với mức giá này thì không thể nào mà các bác lại từ chối chiếc cục đẩy VIP cho bộ karaoke gia đình được các bác nhé. Công suất là khoảng 8-900W một kênh, nhưng mà hàng này là hàng xịn, hàng của châu Âu, nên là chất lượng của nó thì hoàn toàn có thể đáp ứng được cho những bác gọi là khó tính nhất các bác nhé. Ok, em cũng xin được kết thúc clip tại đây. Các bác nào quan tâm sản phẩm vui lòng liên hệ cho em qua số 0708761888 các bác nhé. Địa chỉ của em ở Thủ Sĩ Tiên Nữ Hưng Yên. Ok, em cảm ơn tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những clip lần sau.